Ủa, chị đang làm gì vậy? Cầu nguyện cho chị. Chị cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho chị sớm tìm được mẹ. Chị không thể nào tin được là mẹ đã mất. Khi nghe bác sĩ nói mẹ mất, em hoảng hốt không biết làm gì hết. Cô đang cố kìm cho nước mắt đừng có rơi, mà không hiểu sao nó cứ rơi hoài à. Công nuôi nấng lương mẹ công
giao tiếp nhớ mẹ dịu hiền. Mới này dù xa vắng nhắc cho con kính thờ tròn niệm. Con nhớ mẹ, mẹ ơi, biết tìm đâu bên bờ em tờ số đi chú. Hôm nay số đẹp lắm chú. Thank you.
nấu cơm hay khô, cá mày kho hay mặn vậy? Hôm nay gạo mới cho nên mẹ nấu chưa có quen, con ăn đỡ nha. Không sao đâu mẹ, con thích ăn cơm khô lắm. Cá kho ăn mặn mặn thì mình uống nước nhiều nhiều cho đẹp da ha mẹ ha. Chú ơi, chú cho con xin ba một phần cơm nha chú. Nhưng mà con còn hai chị gái nữa. Dạ, cảm ơn chú. Con cảm ơn chú nhiều. Thèm đồ ăn mẹ nấu à. Mẹ sao lúc trước em chê, em chê mẹ nấu cơm khô, em chê mẹ nấu kho cá mặn. Em chê có một lần à. Em hứa với mẹ là sau này có tiền nhiều em sẽ lo cho mẹ. Em chưa làm được gì hết, mẹ đi rồi. Em vẫn có cơ hội mà. Giúp mẹ, giúp mẹ tiếp tục làm những cái công việc mà hồi còn sống mẹ yêu thích, mà không phải có nhiều tiền. Ngủ đi nè, ngủ đi con. Thôi, không có chớp mắt nữa nha. Ngủ nha. Em hối hận khi mà em làm mẹ khóc nhiều hơn là cười. Giờ không còn mẹ nữa, tiếng la mắng của mẹ. Chị ơi, em thèm được nghe tiếng mẹ la mắng. Mẹ có la mắng mình ngàn lần cũng thấy thương. Bây giờ chị ước gì thời gian có thể quay ngược trở lại để được nghe mẹ la mắng. Quỳnh Trang ơi, thank you.
con tưởng là mẹ bỏ tụi con luôn rồi. Mẹ có bao giờ bỏ tụi con đâu. Mẹ đừng có bỏ tụi con rồi mẹ. Tụi con nghe mẹ nói nè, thường ngày mẹ hay la tụi con là vì mẹ muốn tụi con nên người. Tụi con hãy nhớ lời hôm nay mẹ dặn, trên đời này thứ quý giá nhất không phải tiền bạc hay địa vị, mà chính là tấm lòng. Một hành động từ bi có thể làm thay đổi cả một con người. Sáng đời con, mẹ ơi cảm ơn mẹ đã cho con nhìn thấy thế giới muôn màu trên cao. Mẹ xa rồi nhưng mẹ vẫn sống mãi trong trái tim. Mẹ ở nơi nào con nguyện cầu, nơi đó bình an yên. Con cảm ơn mẹ.
sắp đến, bạn có thể làm gì cho mẹ của mình trong ngày đặc biệt? Đối với Phi Nhung, mẹ là một người phụ nữ tuyệt vời nhất. Xin ai còn mẹ, đừng bao giờ làm cho mẹ của mình khóc. Đó là món quà vô giá nhất mà bạn có thể làm được, dành tặng riêng cho mẹ của mình. Thank you.